VBL xin chào toàn thể các bác nhá, chào toàn thể anh em nhá. Vâng, chúc các bác có một ngày thật là vui vẻ bên gia đình nhà mình. Và như thường lệ thì em lại tiếp tục lên giao lưu với các bác buổi chiều ngày hôm nay với một video ngắn, đó là những dòng loa Tây chuẩn châu Âu và mới nhập về cửa hàng em ngày hôm nay có một vài đôi, thì cũng làm video để giới thiệu cùng anh em và chia sẻ cùng với các bác. Ở trong video ngắn ngày hôm nay thì các bác nhớ rằng anh em nào đang làm sự kiện mà thiếu loa monitor hoặc là thiếu cái loa mà để phụ trợ cho giải lời sân khấu lớn, phục vụ những show lớn, thì các bác vui lòng like một cái và nhớ đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật những cái sản phẩm như này và tham khảo các bác nhé. Còn bác nào có nhu cầu mà sử dụng thì liên hệ trực tiếp với em Hồng DBL qua số điện thoại 0936019001. Cửa hàng em có địa chỉ tại phường An Lạc, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Các bác lưu ý rằng là khi các bác quan sát thấy ở trên biển này, đó là những thông tin về để liên hệ với Hùng DBL, đó là địa chỉ, số điện thoại, Zalo, Facebook các bác nhé. Và tấm biển ở đây thì sẽ được các bác chụp lại và lấy thông tin. Cảm ơn các bác nhé. Và quay trở lại với video ngắn ngày hôm nay thì em giới thiệu với các bác. Các bác và anh em thân mến, các bác chắc là cũng đang rất nhiều anh em mà làm đi làm sự kiện cũng như là làm sân khấu và làm những show nhỏ với cái mức độ phục vụ cho đám cưới hoặc là đám tiệc đó, nhà hàng, thì các bác đang đi tìm những cái dòng loa mà làm sao để phù hợp với những cái nhu cầu của mình đang sử dụng. Thì các bác thân mến, ngày hôm nay chủ đề chính trong video này thì em giới thiệu sơ qua với các bác, đó là một dòng loa Boss, nó được đến từ Canada các bác nhé. Đấy, đến từ Canada. Và đây là những dòng loa xịn sò. Thì với cấu trúc của nó là cái loa được thiết kế để sử dụng bổ trợ cho những cái giải lời cũng như là lời ca tiếng hát và độ mạnh của dàn âm thanh của các bác. Đó. Thì ngày hôm nay các bác sẽ được tham khảo qua cái dòng loa Boss này. Các bác thân mến, ở đây thì nó sử dụng một cái thùng khá là lớn. Chiếc thùng Boss ngày hôm nay nó có kích thước chừng khoảng độ 45cm chiều ngang các bác nhé, và khoảng độ cỡ 80cm chiều cao. Và với cái hậu sâu của nó thì nó sâu chừng khoảng độ 6-70cm với một đôi này, đôi đang ở trên kệ này các bác nhé. Còn đôi ở bên dưới thì sẽ ngắn hơn và không nói dài dòng nữa, em sẽ đi vào chi tiết. Về nội thất thì hai cặp Boss ngày hôm nay thì các bác thấy ở đây là nó sẽ giống nhau các bác nhé. Về cấu hình nó giống y chang như nhau, không khác gì cả. Đôi kia thì nó hậu sâu hơn một chút và đôi này thì hậu nó lâu hơn. Thì cái vỏ của cặp Boss ngày hôm nay nó được thiết kế bằng nhôm các bác nhé. Nó bằng nhôm đó, kim loại đấy. Và nó được sử dụng ở giữa các cái lớp nhôm này thì nó có một cái lớp để chống ồn, khử tiếng ồn cho âm thanh. Đó là nó sử dụng cái công nghệ làm như kiểu làm cái két đựng tiền các bác nhé. Đây này, nó có này đấy. Két đựng tiền và cái như kiểu cái tủ lạnh ấy, như kiểu cái xốp trong tủ lạnh ấy, cách âm các bác nhé. Và toàn bộ cái khung xương của cái vỏ chiếc loa này được thiết kế bằng nhôm các bác nhé, và sơn tĩnh điện sần. Đấy, rất đẹp. Và bạn sát đây, cặp loa thì cũng còn đẹp, khá là xuất sắc các bạn. Vận chuyển từ châu Âu về đến đây thì nó cũng còn khá là xuất sắc. Nó bằng kim loại cho nên là không thể tránh được những cái vết mà anh em vận chuyển người ta có thể bị va chạm các bác nhé. Nó có thể là hơi một chút thì không thành vấn đề. Ví dụ nó bị cấn một chút như thế này thì không sao cả, không vấn đề gì các bác nhé. Nó là kim loại chứ không phải gỗ, vĩnh viễn vĩnh cửu các bác không bao giờ sợ nó hỏng vỏ, kể cả là vứt ngâm nước không sao cả. Đấy, Boss là một thương hiệu rất là nổi tiếng đấy, của Mỹ, và cặp này thì nó sản xuất tại Canada các bác nhé. Đấy, đây là cái mặt mà e căng em đã tháo ra cho các bác xem đây. Còn e căng của nó thì nó bắn bằng cái đinh 8 rút các bác nhé, bởi vì là nó cũng chẳng có cái gì để mở ra phía đằng trước này cả. Đó, đây cặp loa thì các bác thấy phía đằng trước nó không có cái gì để mở ra cả, nó chỉ có mỗi một chiếc e căng để chống cái bụi bặm rồi những cái vật dụng mà nó không cần thiết nó bay vào, nó chui vào cái lỗ loa này. Đây các bác thấy bụi nó vẫn còn này, mà nó đã đẹp như này rồi. Đó, đấy, nó đẹp như này. Đây là bụi thôi các bác nhé, nó bụi thôi. À, em cũng chưa thể vệ sinh được nó sạch sẽ lắm để quay cho các bác xem. Ừ, cũng phải lấy cái chổi phật qua đi một chút các bác nhé. Còn cái phía bên dưới đây các bác thấy không? Đấy, nó có xước này một chút. Nó là kim loại thì các bác có thể về sơn cái gì thì sơn, nó còn bóng đẹp.
long lanh thì các bác có thể sơn xì gì thì tùy ý các bác, không sao. Bởi vì các bác xa các bác mua thì nó cũng lại phải vận chuyển thì nó cũng lại, và nó để xuống dưới đất là cái méo bên này nó cũng sẽ lại xước sát thôi. Thì cái bát nó được thiết kế ở dưới này và cái chét ở trên này các bác nhá. Đây là phần đằng trước, còn phần đằng sau các bác sao quan đấy, sao thấy sườn của nó rất đẹp không? Đấy. Đây là phần đằng sau đó. Nó cái trọng lượng của con này nó chỉ tầm khoảng 20 kg thôi, ngoài 20 kg chút thôi các bạn, nặng bằng quả full 30 thôi. Đây là cái phần bọc ở bên ngoài cái phần phân tần và ruột của nó ở đây. Đấy. Bọc bên ngoài cái phần củ chét và phân tần thôi nhá, nó được làm bằng nhôm cao cấp. Và đây là logo Boss được dán các tem vào đây, em quay thật là kỹ thì các bạn quan sát nhé. Boss Paradise LT 9702 hai la mã thôi nhá. Con này giá mới nó rơi vào tầm khoảng độ 110 mấy triệu đấy các bạn, không ít đâu. Ở đây là hai cái tụ sử dụng cho loa check và loa chung. Đây chính là loa chung và loa check các bác nhá. Ở trong chiếc Boss này nó chính là loa chung và loa check, không có bát. Đó. Thì đây là hai cái tụ mà để sử dụng cho cái check và cuộn dây các bác nhá. Có thấy khổ không? Đấy, trông nhìn như cái tụ điều hòa. Và phía bên đây thì trong cái hộp này nó không có gì các bác nhá. Đây là phần cái hộp ở bên dưới này để nó kết nối các cái rắc cắm ra loa. Đấy, có thể cắm bằng rắc kẹp vặn ốc và có thể cắm bằng cái rắc nêu trích. Thì các bác quan sát thấy là nó làm rất cẩn thận chắc chắn với cái tấm nhôm này. Và đây là model LT 9702 hai la mã low speaker đấy, nhá, low speaker đấy. Model Paradise và nó được sản xuất tại Canada, made in Canada đó nhá, số series các thứ thông tin ở đây. Và đây là hướng dẫn kết nối bằng các cái rắc để đánh bia, ví dụ M cộng M trừ, H cộng H trừ thì cái mid, đây là tiếng Tây người ta viết thì sẽ là đọc là mid, và đây là hai thì nó chép các bác nhá, giải thấp và giải cao ấy. Đấy, đây là loa chung và loa tép. Thì chung nó sẽ đóng, nếu đóng đấu trực tiếp thì nó sẽ là hai cộng, à một cộng một trừ, và tép nó lại hai cộng hai trừ các bác nhá, cũng như giống như nó là bình thường. Và tiếp tục đến cái phần cái check của nó thì các bác đây, đây là cái check của nó. Cái check này thì sử dụng côn 75 các bác nhá, khả năng là cũng tháo ra được, em cũng vặn bằng tay em tháo cho các bác xem. Đây là côn 75 các bác nhá, côn 75 và nó còn nguyên cả tem mác đầy đủ, rất đẹp, long lanh cành đào. Củ check thì đẹp như mới tinh các bác nhá. Con này củ check nó sử dụng từ 20 các bác này, từ 20 và côn 75, côn 75 và từ 20 các bác nhá. Với dòng từ loa của Boss thì các bác khỏi nghĩ. Đấy, các bác nhìn lên đây là cái màng loa tép này. Đấy, em sẽ nhấc nó lên, có này. Đây nó còn nguyên cái lớp dầu để làm mát các bác này, dầu để làm mát cái côn này. Đấy, nó còn là cái dầu làm mát cái côn. Đẹp, xuất sắc. Côn zin xịn, mà cái côn này rất khó cháy các bác nhá, không phải dễ cháy đâu. Tiếng của nó thì cực kỳ sáng mạnh rồi. Đó, em lại lắp vào. Đây là củ check các bác nhá. Thì đây là thông tin của cái củ check này, các bác này. Đấy, xịn sò của Boss này. Made in USA này. Miễn bản. Và nó lại có một cái số series rất là hợp lý, và ngày hôm nay bác nào xem được video này thì chắc là sẽ trúng quả này. Số series của nó là 123453 các bác nhá, 123453. Hôm nay bác nào kết con 53 thì các bác cứ khật thôi. Rồi, xong phần check. Đây là cái phần mà để lắp ở cái bát các bác này, lắp ở cái hộp bát này, đây, hai đầu cái hộp bát. Đó. Đây nữa này. Rất đẹp. Đây, nó sử dụng 4 cái bát đường kính 12 các bác nhá. 4 cái bát đường kính 12. 12 hay 16 gì đó. À con này là 16 chứ không phải 12 đâu ạ. Nó đo góc nó là 12 chứ không phải 16. 12. Trong cái hộp này có 4 cái bát 12 và côn của nó như là côn của Boss 301 thôi các bác nhá. Mà nó cũng vậy, nó làm ở trong cái hộp nhôm này luôn, 4 chiếc. 4 chiếc nằm trong này. Con này thế thôi nhưng mà mồm nó khá là to. Nếu các bác quánh con này, nếu mà các bác cách khoảng tầm cũng 300m thì các bác nghe lét lẹt luôn. Bên đây nó có hai quả này, nằm nó hướng sang đây ra cái phễu, và bên đây hai quả nó hướng ra cái phễu các bác nhá. Đấy. Nó nằm trong cái hộp nhôm này.
và hình thức của quả loa thì em quay toàn bộ cho các bác cùng xem rồi. Đấy, bác nhìn xem là có ok không. Tình trạng đẹp long lanh. Đấy, các bác cứ nhìn quả loa em quay sơ qua bên ngoài và tất cả chi tiết em đã tháo ra đây, bày ra đây cho các bác xem rồi. Đấy, không phải thắc mắc nữa. Và giá cho cặp này nó ngót ngót 30 củ các bác nhé. Ngót ngót 30 củ. Mà nó là loa sân khấu các bác nhé. Đấy, dùng trong nhà cũng được, nhưng mà dùng trong nhà thì các bác phải kết hợp với những cái dòng súp khủng thì mới ăn thua. Đấy, nhìn sau nó như cái kiểu trông như cái máy điều hòa nhiệt độ, trông như cái máy điều hòa các bạn. Nhìn thế thôi nhưng mà nó nhẹ lắm, nó chừng 20 kg thôi. Các bác có thể là treo lên trên quán bar, hoặc là các bác có thể là đi anh em quán phòng trà, các bác có thể để dưới như em để này cũng được, mà các bác treo lên trên góc kia cũng được. Tiếng của con này thì cực kỳ hay, nếu mà để làm phòng trà thì con này tuyệt vời ông mặt trời luôn. Nếu mà làm ngoài trời thì công suất khủng nữa các bác, tẹt thì không phải nghĩ. Như ở đây thì em đang sử dụng kết hợp nó với một đôi JBL 525. Nó đưa ra cái tiếng rất mềm mại, ngọt ngào và chi tiết, sắc nét cực kỳ. Đấy, các bác vừa mới nghe em thử một chút nhạc. Và bây giờ thì em sẽ lại thử lại nhạc cho các bác cùng nghe. Dòng Boss này là một cái dòng chuyên nghiệp các bác nhé. Không phải là dòng thiết kế được nhiều, không phải là bán được đại trà đâu các bạn. Em thì thường thường hay tìm săn những cái dòng mà nó lạ độc và nó là chất các bác nhé. Lại tiếp tục lên nhạc các bác nhé. Đấy, và em sử dụng quân đẩy DMX A7002 Pro ở đây 4 kênh. Đó. Thì 4 kênh của nó em đánh lần lượt với các quả, một kênh đánh với quả 525 Mexico, 2 bát 40 và 1 tép. Và một kênh đánh với quả Boss bên này, và với bên này cũng vậy, 4 kênh đánh 4 quả loa này các bác nhá. Bây giờ em mời các bác cùng nghe. Và hiện tại là em không sử dụng súp các bác nhá. Video thì em Hùng xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến toàn thể các bác và hẹn gặp lại các bác trong video sau. Cảm ơn các bác rất là nhiều đã chú ý quan tâm theo dõi video và quan tâm đến những sản phẩm bên em Hùng cung cấp các bác nhé. Trân trọng cảm ơn các bác. Và các bác đừng quên bấm vào đăng ký kênh và chia sẻ với anh em và đang có nhu cầu săn tìm những sản phẩm như này các bác nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều, hẹn gặp lại các bác trong video sau ạ.